Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Hôm nay Cương Hải Phòng có món xá bông vừa mới đi rừng về các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem. Đây, hồng vẫn còn sống nguyên các bạn nhé. Nói chung cái này là lấy đi cầu mật thì ở đấy người dân người ta lấy hết rồi, cho nên đây chỉ còn lại là sáp để Cương Hải Phòng ngâm rượu các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Ong ruồi đấy còn sống nguyên, và cái sáp ong ruồi nó chỉ có bé như này thôi các bạn nhé, đấy không lớn được. Đấy, nói chung là chỗ này nó rơi khoảng vài cân sáp ong gồm cả mật nữa. Đấy, các bạn nhìn chưa, nhộng non vẫn còn này. Ong vẫn còn sống này. Đấy, vẫn bò này, nấu ong nhỏ. Đấy, đấy, ong vẫn còn chạy lăng xăng, các bạn thấy không? Cái con này vẫn chạy không bố? Đây là ong non. Đấy, có ong ở dưới thì sao không bố? Ong ở dưới này này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Ờ, mỗi ong ở dưới thì sao ấy? Đấy, như cái chỗ mà nó để như này này, nó làm à, nó làm sát với cành cây các bạn nhé. Đấy, sát cành cây. Sát cành cây nhưng mà người ta cắt đi rồi. Cái này là cục mật ở bên trên. Vừa nãy Cương ở phòng quên cầm cái cục về để cho các bạn xem. Bởi vì ở đấy được có khoảng vài lít người ta lấy hết rồi. Đấy, còn đây là toàn sáp rồi tôi cầm về. Ôi, nghịch quan. Đây, chí Phèo nó ra phá. Đi vào trong kia đi, vào trong kia đi. Để cho anh Liên Kiệt tí anh quay cho bố. Đây, cái đám sáp này các bạn nhé. Đấy, ong vẫn còn sống. Đấy, đành đạch sáp mới lấy còn tươi. Yeah. Đấy, ong vẫn chạy. Cái này nói chung là các bạn là cái chỗ sáp này là rơi vào ngâm khoảng vài chục lít rượu, là nói chung như anh em là nhậu nhạt là thoải mái luôn. Ngâm cái này thì rất đơn giản các bạn nhé. Đấy, cái sáp như này. Sáp như này là mình ngâm trong vòng khoảng 2-30 ngày là ok các bạn nhé. Đấy, còn trong vòng tháng thì uống là rất là ngon. Kết hợp với ngọc cẩu thì lại càng chuẩn nhé các bạn nhé. Đấy, sáp ong với ngọc cẩu thì thôi, trong này nó còn mật này, nhộng con này, ong già này. Đấy, sáp ong. Đấy, nói chung mấy cái tổ ong ruồi nó chỉ cỡ như này các bạn nhé, nó không to, chỉ có như thế này thôi. Đấy, còn lại ong quái thì nó to, nó rơi bằng khoảng cái thúng cái nia cũng có, một tổ của nó cả chục lít mật cũng có các bạn nhé. Còn cái này thì nó chỉ có tí cầu ở trên thôi. Mỗi một cái tổ này chắc nó cũng rơi khoảng 100ml thôi các bạn nhé. Trong Nam gọi là một xị đấy. Đấy, tổ nó bé như này thôi, không to. Đấy, ong ruồi chuẩn luôn. Đấy, đây, tất cả trên nó đều cắt hết rồi nhá. Này, đấy, cắt hết, không còn. Ơ, đi vào, đi vào, ong đốt đấy, ong đốt đấy. Nói chung cái này thì ngâm rượu thì mấy anh em mà có người có mệt mỏi hay gì thì ngâm rượu là mạnh gân cốt lắm này. Bởi vì như cái tác dụng của mật ong thì các bạn biết rồi đấy, rất tốt cho sức khỏe, đau dạ dày dạ mỏng là dùng nó là mới nghệ, là dùng nghệ mới là tam thất là rất là chuẩn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đấy, nói chung là hàng mới này. Đấy, mùa này là mùa khai thác mật ong cũng nhiều, anh em nào có nhu cầu liên hệ Cương Hải Phòng tất tần tật từ tổ ong nhá, con ong. Đấy, rồi là mật ong các loại. Đấy, cứ alo lên một là qua kênh YouTube Cương Hải Phòng nhá, hai là Facebook Phạm Cương. Đấy, hàng tươi sống luôn các bạn nhá. Đấy, chuẩn luôn đấy nhá. Cái này
này ngâm rượu thì ok luôn. Cái nào lớn nhất cũng chưa bằng cái đĩa ăn cơm này các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mà mật ong thì có một tác dụng thôi, nhưng cái này nó cả sáp ong, cả nhộng ong với cả con ong, rất là tốt cho sức khỏe nha. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại những clip sau.